Uống rượu không say mấy anh đừng uống làm chi. Trời ơi, đang coi múa lân ca nhạc vui gần chết vậy, tới giờ phải đi rước ông chú dưới miền Tây lên. Ông nội này có cái tật kỳ cục, ra ngoài đường mà thấy mấy chị nào mà đẹp đẹp cỡ bà MC nãy là nhào vô dê à. Lớn hoài không bao giờ biết nghe hết trơn á trời. Mày ông... về mày hỏi ông nội mày có mê gái không? Ai hả? Tao. Đâu? Ơ, sao chú tới chạy dữ vậy? Tao đang cúng đình ở Cao Lãnh á. Nghe à, mày gọi điện thoại tao lên liền nè. Ôi trời đất ơi, lúc này ngộ mày. Cái gì ngộ? Trên đường đi người ta khuyến mãi quá trời mày ơi. Ô thì Tết nhất tới nơi phải vậy chứ sao. Tao lên bến phà ăn tô bánh canh, bà kia tặng tao một ký chanh. Ô ghê vậy ta. Chị kia mua gói trà tặng con gà. Quá đã. Ông kia quốc sĩ di nịch tặng con vịt. Được đó. Bà kia mua cái lưu tặng con cu. Ê, con cu đất ông nội. À cái con cu đất mà mình nướng mình nhậu quá hả? Ừ. Ô con nói chú nghe cái đó là chuyện nhỏ. Bây giờ trái cây cũng có khuyến mãi nữa. Ủa có sao? Có. Khuyến mãi gì con? Ăn trái cốc tặng xe A Móc. Ghê vậy? Chứ sao? Ê, gì? Chỗ kia kìa bán thực phẩm ăn uống nóng mặt có khuyến mãi luôn. Ăn đồ nóng có khuyến mãi luôn hả? Ừ. Ăn gì khuyến mãi gì? Ăn tô phở khuyến mãi gì? Tặng nhỏ ở. Khó luôn hả ta? Mày nuốt hết cái lẩu tặng nhỏ người mẫu. Chỉ con chỗ ăn đi. Ăn không? Ăn 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 ăn. Ăn một ký khoai lang. Tặng cái gì? Tặng chiếc xe tang. Thứ gì nghe gái cái mê cái tay thật tặng con à. Không á chú ơi. Sao vậy? Dạ sao? Dạo này nhậu nhẹt sao vậy? Vậy thì ngày nào cũng thế, ngày nào con cũng nhậu. Rồi vợ mày đâu? Trời, nó quên đứa Tết nhất nó bỏ con đi cái tuần lễ nay rồi. Về quê rước vợ mày lên mày. Bây giờ chú có cách nào làm con tâm phục khẩu phục để con mới rước nó lên. Bây giờ ý mày sao? Đây đây, hôm nay đây có chương trình văn nghệ nè, mình chơi ca nhạc với nhau. Giỡn mày. Gì đâu giỡn? Trời, biết Châu Gia Kiệt không? Trời, con biết sao biết. Tao ca, nó ca không có lợi tao một miếng nào á. Ghê vậy đó hả? Châu Gia Bò. Ôi miễn sao con không cần biết, bây giờ chú dám thi với con hay không á. Trời ghê vậy. Ừ. Thi gì? Thi ca nhạc với nhau nè. Là ca làm sao? Thì bây giờ mỗi người ca khúc coi ai nhiều hơn ai. À, ca liên khúc phải không? Đúng rồi. Rồi tao ca đặc biệt trong bài ca phải có con thú. Gì kỳ vậy? Vậy đi. Rồi chấp chú luôn, nhưng mà từ 1 con tới 10 con nha. Quốc mày. Ai hát trước? Mày nhỏ cho mày hát trước. Rồi bắt đầu nghe. 1 con. Này cô bé cô mái tóc đuôi gà, đạp xe trên phố lông gà giăng ra. Một con đâu? Này cô bé cô mái tóc đuôi gà. Còn cái đầu mày nuốt hả? Ngu gà người ta nguyên con ăn ăn cái đuôi. Biết cái đuôi là cái gì không? Là cái gì? Cái phao câu. Biết phao câu là cái gì không? Không. Về hỏi ba mày á. Dính líu tới ba con. Hồi đó tao ba mày đi nhậu, má mày đi ngang, ba mày địa, ba mày nói bà mày ăn nhỏ đó bầu cầu múp quá. Có cái bầu cầu mới có cái mặt mày á. Thôi kệ con đi, miễn sao con có 1 con, tới chú 2 con. Mấy con? 2. Về lại quê hương Sóc Trăng. 2 con. Con cầu 1-2 con đâu. Về lại quê hương Sóc Trăng. Con Sóc con Trăng. Tính cái chữ thôi đó hả? Vậy đi. Ăn gian mày. Đừng tin dạo lời ông bướm, đó là hổ sâu là cạm bẫy tình yêu. Ba con đâu? Đừng tin dạo lời ông bướm, con ông con bướm, đó là hổ sâu trong thâu. Bốn con đi. Mấy con? Bốn con. Em nghe gì không ơi em, con chim nó hót vang đầu hè. Con chim. Em thấy gì không ơi em, con chim nó hót vang ngọn tre. À. Hót đi chim, hót đi chim, bốn con chim. Vỗ lớn lớn cho nó nhục. Chú dài vàng quá chú ơi. Ăn gian ông nội mà chứ ăn gian. Tự nhiên hót đi có bốn con. Con chim đầu hè, con chim ngọn tre, hót đi chim, bốn con nó nằm bốn chỗ. Rồi ví dụ như hát 100 con cái chú cũng đứng đó hót. Mày cứ kêu tao ca khác nhau đâu. Chú ăn gian. Gian gì? Bỏ, bây giờ mình chơi cái khác khó hơn. Làm gì? Chơi đố đi. Rồi cho mày đố trước á. Con đố trước luôn phải không? Rồi. Nghe nè, bây giờ con đố chú ha. Ờ. Con mũi nó sống nhờ được cái gì? Hút máu nè. Bậy. Nó hửi không khí. Chợt. Rồi coi như là thua. Con mũi sống nhờ được á. Cái gì? Đập hụt. Là sao? Chứ đập chúng nó chết mẹ làm sao chú. Đúng không biết nhé. Cảm ơn các chị.
Rồi. Ta đố con này bự hơn con mày một chút. Con gì bự hơn? Con chó. À, nó làm sao? Đố mày con chó trắng, ta gọi con chó gì? Ô, dễ ẹt, chó cò. Chó đen. Chó mực. Chó vàng. Chó phèn. Chuẩn bị. Chó xanh. Dễ gì con? Dạ em cảm ơn. Bởi vừa đi bởi vừa nói kìa. Chó xanh kêu chó đẻ. Chú thua. Ai à? Đó là chị đó, đó là chị đang vô kìa. Cảm ơn chị Tám. Công nhận chị rảnh thiệt á. Ủa chú cảm ơn chị làm chi? Mày cảm ơn bả làm chi? Chị giúp con. Bả giúp tao. Sao giúp chú? Vừa đi về chó đẻ. Chó đẻ. Bả chửi mày chó đẻ. Nhưng mày có quen bả không? Không. Không có quen sao kêu mày chó đẻ? Cái thứ ngu bị chửi mà hãnh diện. Ha, kệ con đi, miễn sao con có đáp án thôi. Chó xanh kêu chó đẻ chú thua. Tao nói chuẩn bị tao chưa có đố mà. Yeah. Bây giờ đố nè, nghe kỹ nha. Nghe. Đố mày con chó màu đỏ kia là con chó gì? Chó lửa. Sai. Chó quay. Trật. Thôi thua đi. Chó đỏ người ta gọi là chó gì? Chó đỏ. Gì kỳ vậy? Cái dài mày màu gì vậy? Màu xanh. Mày dám kêu nó màu trắng không? Tiếng nhát bị chửi lần sợ. Nhiều khi chú gài con rồi sao? Gài sẽ được gài. Bây giờ con gỡ gạt. Gỡ gì? Nghe cho kỹ nha. Ừ. Con đố chú. Ừ. Muối nào ăn có vị ngọt? Trời ơi nó dễ. Muối iốt. Bậy chú ơi. Muối Tây Ninh. Trời. Muối ông nội mày nuốt. Muối gì mà ngọt? Muối ăn có vị ngọt á. Nó tên gì? Muối mít. À, là trời, muối mít mày. Hỏi mấy chị coi phải muối mít ngọt không mấy chị? Muối mít mà tao tưởng là muối nêm chanh ăn. Kệ con. Rồi tao đố mày này. Đố đi. Rành thế giới không? Ngày nào cũng nghiên cứu. Ra xin mới làm gì? Đăng cai World Cup. Rồi nghe kỹ. Nghe. Đố mày trên thế giới này. Rồi. Nước nào có ba ông hoàng tử? Trời ơi nước Anh đó. Sai. Nước Đức đúng không? Trật. Đưa đi. Cái nước có ba ông hoàng tử người ta gọi là nước gì? Nước Tường Tam Thái Tử. Ông nội mày đứng ra cho mày. Con qué câu này nha. Qué gì mày? Cái đó ở Việt Nam. Thì tao nói Việt Nam. À, chú đi đâu vòng vòng thế giới chi vậy? Tao đi vòng vòng kể tao mày thấy không chí? Chú rảnh lắm. Mày ở không lắm. Giờ tới tao ra đề tài. Chấp chú luôn. Thi đẻ. Là sao? Một con vật đẻ ra một con vật. Một cái tên hai cái chữ nó giống nhau. Ví dụ đi. Con cao cao. Đẻ con gì? Con ba ba. À. Thế mày. À, con chuồn chuồn. Đẻ ra con gì? Con le le. Khùng khùng. Đẻ con gì? Điên điên. Kì hả? Hai con đó đẻ ở nhau đẻ rồng mát mát. Được chú ơi. Hai con đẻ hai con. Là sao? Con cóc. Con sáo. Đẻ ra con gì? Con cáo. Con sóc. À. Tới mày. Nó ngược lại. Mày. Con ốc. Con nhện. Đẻ ra con gì? Con ếch. Con nhộng. Ừ. Con công. Con rùa. Đẻ con gì? Con cua. Con rồng. Trời. Tới mày. Từ từ mày. Dạ nha. Con đang rối chứ đừng có hối con. Rối kêu tao mày sáng mày chết cha mày nghe. Con trăng con rái. Đẻ ra con gì? Con trai con rắn. Ừ. Tới mày. Đúng rồi tới. Tới chú á. Con ngựa kêu con gì? Con mã. Con rùa. Con quy. Con quy con mã. Đẻ con gì? Con ma con quỷ. Nó đẻ được hay không kệ ông nội nó. Về tới mày đẻ không được đi từ vũ mổ. Đẻ mày. Đẻ. Thằng Hoàng con Liên. Đẻ ra gì? Thằng Quyền con Lan. Rồi thua. Ta đang nói thú vật. Mày đem hai đứa đó ra đây làm chi? Sao chú lúc đầu chú không giao? Tao giao rồi. Tao nói hai con đẻ hai con mà. Thôi bây giờ nói chung mình vô thắng thua quyết định đi. Rồi. Quyết định thắng thua chỗ này nha. Làm gì nữa? Nói về thơ nhưng mà mình phải cải biên trăm biến. À rồi. Nha. Rồi. Hiu hiu gió thổi đầu non. Quá hay đó con. Muốn gài độ nhậu mà con hỏng tiền. Hiu hiu gió thổi đầu non. Chính xác. Tao còn một cách tao con của mày. Để râu không phải là già. Để râu cho biết đàn bà đàn ông. Để râu thì để cho phong. Đừng để mấy cọng giống cái lông chân ngoài. Đàn ông bụng bự thì sang, đàn bà bụng bự mua than để dành. Đàn ông tập tạ thì đô, đàn bà không tập cũng đô như thường. Gái một con trong mòn con mắt. Trai một mắt, coi vậy mà ngon.
Một mắt sao ngon? Bắn súng khỏi cần nhắm. Quên tui mẹ anh hết con rồi. Đầu tôm nấu với ruột bầu, chồng trang vợ húp, gật đầu khen ngon. Cha, câu này căng ta. Trả lời không được là chú thua. Đổi câu khác được không? Không có đổi, không trả lời được. Rồi rồi, tao trả lời. Nếu tao trả lời bà con ở đây đồng ý, vỗ tay tao thắng. Vỗ tay chú thắng. Về quê rước vợ lên liền. Còn hứa. Nói lại. Đầu tôm nấu với ruột bầu, chồng trang vợ húp, gật đầu khen ngon. Chỉ tội cho mấy đứa con, cha trang mẹ húp con ăn cái gì. Hai chồng đút qua đút lại mấy nhỏ nhịn đói cái ông nội luôn à. Thua chưa? Trời mưa bong bóng bập bùng, mẹ đi lấy chồng con ở với ai? Con về ở ké dì hai để ba có cớ ba qua thăm dì. Được chưa? Rồi. Dí dầu cầu gián đóng đinh, cầu tre lắc lẻo, gặp gền khó đi. Khó đi, chú dắt con đi không được, chú đi một mình. Chú đi đâu vậy? Con hãy kêu xe con về quê rước vợ con lên thua chú rồi. Con biết rồi, nhưng mà trước khi đi mình chào quý vị quan khách ở đây đó. Dạ, Khánh Nam và Chí Thiện xin kính chúc quý vị buổi tối vui tươi và tràn đầy hạnh phúc. Xin chân thành cảm ơn.